sư còn có đọc qua facebook của sư nhưng chưa rõ mong sư giảng dạy ở nơi nào mà chánh pháp không được khéo thuyết giảng chúng sanh không khéo thực hành thì trong những cuộc bố thí người ta sẽ chú trọng ở người cho ở nơi nào mà chánh pháp khéo thuyết giảng chúng sanh khéo thực hành thì trong những cuộc bố thí người ta sẽ chú trọng ở người nhận tăng chi bộ kinh như vị này cũng có chịu khó ha, có chịu khó tìm cái gốc à, này trong một pháp luật được vùng thuyết này các tỳ kheo ước lượng của sự bố thí do người cho biết chớ không phải do người nhận vì cớ sao vì pháp được vùng thuyết trong một pháp luật từ khéo thuyết này các tỳ kheo ước lượng của sự bố thí do người nhận biết không phải do người cho vì cớ sao vì pháp được khéo thuyết đấy vì đấy Ừ. chính bởi vì cái bản gốc á đọc nó nó khó hiểu cho nên là sư diễn dịch ra ừ, sư diễn dịch ra cái một cái phiên bản cho quý vị dễ hiểu hơn Tức là gì trong một cái nơi nào mà chánh pháp không được biết đến một cách đúng đắn và người ta không được hành trì một cách đúng đắn thì ở nơi đó, đó trong những cái cuộc bố thí đó người ta sẽ chú trọng đến người cho hơn là họ người ta sẽ chú trọng đến người nhận bởi vì sao bởi vì người nhận không có đức người nhận không có công đức hoặc là trong trường hợp người nhận có công đức thì người cho họ cũng không ý thức được không ý thức được là người nhận họ có công đức là người có đức độ. À, cho nên, quý vị thấy là có những nơi mà người ta đâu có biết chánh pháp đâu. người ta không biết chánh pháp, người ta không có, có sự thực hành chánh pháp. Quý vị thấy rồi. Trong những cái cuộc vận động từ thiện, quý vị nhìn nhan nhãn, cái người ta chú trọng là gì? Ai là người phát từ thiện? Ai là người kêu gọi từ thiện? người ta chú trọng ở cái người cho người ta chú trọng ở người cho bởi vì bản thân người cho đó họ cũng không biết được chánh pháp ờ, cho nên là họ không có được cái sự bố thí uh, đủ các cái chi phần hướng thượng thành ra là họ được nhiều người biết đến và họ nổi tiếng và họ không có làm cách gì để người ta chú ý đến người nhận quý vị biết đó, là trong những cái bậc hiền kiết như là vào cái thời uh, uh, thời vua trời đế thích khi mà còn làm loại người đó thì khi mỗi lần mà ông uh, hầu hạ hầu hạ những cái người khách qua đường ông chú trọng đến họ chứ không có nghĩa là người ta sẽ chú trọng đến cái người khách mà người ta giúp đỡ chứ không phải chú trọng đến bản thân mình còn mình bây giờ mình làm từ thiện thì mình là người nổi bật mình là người nổi bật và mình thích thì mình cho không thích thì thôi hôm trước hôm trước cho đó như hôm trước cho một đống tiền hôm sau nghe nó nói nặng nó nhẹ lại ra tiếng vào mình dẹp khỏi cho nữa cái kiểu như vậy tức là cái người cho đó, cái người làm từ thiện cái người cho đó họ là người quyết định và họ coi thường người khác cái bản ngã họ rất là lớn còn ở nơi mà pháp được khéo thuyết đó, thì ở đây nghĩa là gì quý vị có để ý là trong những cái cuộc mà cúng dường tam bảo đúng nghĩa như nó đúng nghĩa thì à, quý vị nghe pháp và quý vị có sự cung kính thì khi đó đó khi đó, đó có ai để ý đến cái chuyện cái người dân cúng là ai không không có bởi vì khi đó đó cái người ta chú ý là cái gì cái đức hạnh cái đức hạnh của người nhận tức là những cái vị sư có đức hạnh có trí tuệ tức là có cái để cho quý vị Nha. một là vì đó có đức để mà quý vị ngưỡng mộ quý vị cúng dường cung kính phục vụ vì đó thì vị đó là quan trọng còn bản thân mình không là cái gì hết à, hoặc là vị đó có cái để mà cho mình đó là gì chánh pháp à. thì khi đó, đó mình hộ độ cho vị đó mình cúng dường vị đó à, như là trong những lần suy gặp các bậc trưởng lão uh, hộ độ phục vụ cúng dường các vị đó thì khi đó, đó cái người cho cái người cho là mình đây nè cái người cho là mình đây nè nó không là cái gì hết trơn mà người ta chú trọng đến ai chú trọng đến người nhận là các bậc trưởng lão các bậc có giới đức có các bậc có tu hành chân chánh các bậc có trí tuệ các bậc có thể cho mình một cái gì đó pháp học và pháp hành đây là sự khác biệt giữa nơi mà có chánh pháp và không có chánh pháp hmm. xin sư giải thích về pháp trầm luân về cái này đó, nếu như mà quý vị muốn biết một cách nó tường tận một cách tường tận và nó rõ ràng thì quý vị vui lòng qua cái danh sách pháp kinh trung bộ cái bài kinh đầu tiên là bài kinh pháp môn căn bản, à, thì uh, sư có giải thích um, khá là tường tận về uh, cái pháp trầm luân. Uh, còn um, nói một cách đơn giản thì tùy theo mỗi trường hợp khác nhau mà đức thế tôn uh, có những cái uh, đưa ra những cái trường hợp cụ thể khác nhau. ví dụ như uh, có bài kinh Đức Thế Tôn nói có ba pháp đưa đến trầm luân đó là gì tham sân và tà kiến uh, hoặc là có những cái đó là gì uh, dục truyền uh, dục truyền sân truyền và tà kiến truyền uh, đó là ba pháp đưa đến trầm luân Uh, thì uh, nhưng mà có những khi thì Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản hơn thôi đó là gì có một pháp đưa đến trầm luân đó là gì tham ái tham ái là pháp đưa đến trầm luân đấy thì uh, tùy theo mỗi bài kinh thì do đâu chúng ta gọi nó là pháp trầm luân Sở dĩ chúng ta gọi nó là trầm luân tại vì nó khiến cho chúng sanh trôi lăng trong dòng sanh tử mà cái gì nó khiến cho chúng ta trôi lăn trong vòng sinh tử đó là gì? Tham, sân và tà kiến mà chúng ta hay gọi là truyền cái, đó. tham truyền cái, sân truyền cái và tà kiến truyền cái. Đấy. Do tham, sân và tà kiến chúng ta tạo các cái nghiệp thiện và bất thiện và trong số đó thì bất thiện nhiều hơn thiện và chính bởi vì chúng ta tạo các cái nghiệp Ừ, cho nên nó mới dẫn đến chuyện chúng ta đi đầu thai ở đời sau kiếp khác. Mà chính bởi vì chúng ta có sự đầu thai ở đời sau kiếp khác, cho nên chúng ta có thân và có tâm. Mà chính bởi vì chúng ta có thân và có tâm, cho nên chúng ta mới tiếp xúc với những đối tượng của các giác quan: mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy tư. Và khi chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng của các giác quan, á, thì chúng ta thích hoặc ghét và khi chúng ta thích hoặc ghét như vậy chúng ta nắm giữ níu chặt lấy nó rồi chúng ta phản ứng lại bằng các cái nghiệp thiện hoặc bất thiện và khi chúng ta phản ứng lại như vậy đó chúng ta lại tiếp tục tạo các cái nghiệp dẫn đến sự tái sanh mà hễ còn là tái sanh thì không tránh khỏi cái chuyện già bệnh chết ừ. cho nên đó được gọi là các cái pháp trầm luân Mà sư đang nói ở đây là sư đang tóm gọn lại cho quý vị 12 nhân duyên đó. Ừ. Nghe không rõ thì quay trở lại bấm nghe lại. Ha. Sư đang giải thích cho quý vị 12 nhân duyên. Nó là như vậy đó. Do tham, ha. tham, tân và tạ kiến. Ha. Đấy. Tạo ra các cái nghiệp dẫn đến tái sanh.